Đây là đường làng trong thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Hai bên đường là những vườn bưởi sắp đến ngày thu hái. Và bây giờ mời các bác vào xem vườn bưởi thương hiệu bưởi Đại Minh đẹp nhất năm 2019, vườn nhà anh Nguyễn Văn Định. Đến nhà, chào hỏi xong là ngay lập tức được chủ nhà mời ăn bưởi. Cơ hội để xem bưởi Đại Minh năm nay ngon, ngọt như thế nào. Nhà của vợ chồng anh Đĩnh mới sửa sang lại, nên hè cao sân rộng, và thế nhà thì tuyệt vời. Tọa lạc trên một quả đồi thấp, phía trước có ao và hướng nhìn mở. Lưng tựa vào đồi và xung quanh bao bọc bởi 120 gốc bưởi. Lúc này đang chuẩn bị thu hoạch, cành nào cũng chiếu quả. Chả có mấy cây là không phải trồng cọc nữa. Tại sao tôi lại nói vườn bưởi của anh Bình là đẹp nhất năm 2019? Là bởi mới đây, huyện Yên Bình đã tổ chức hội thi bưởi Đại Minh. Ban tổ chức đến từng vườn chấm điểm, có tiêu chí rõ ràng, và vườn bưởi của anh Định đạt giải nhất. Ăn xong mấy mũi bưởi, chúng tôi ra xem vườn. Vợ chồng anh Đĩnh thì rất vui vẻ, niềm nở dẫn chúng tôi ra vườn, tự tin giới thiệu về thành quả, công sức lao động của mình trong suốt thời gian qua. Bưởi Đại Minh rất nổi tiếng khu vực Tây Bắc, ngon không thua kém bưởi Phúc Trạch, bưởi Đoan Hùng, bưởi Diễn hay bưởi Nam Bộ. Người ở đây còn cho rằng bưởi Đại Minh có dư vị đặc sắc riêng mà bưởi ở vùng khác không có được. Vườn bưởi nhà anh Bình được ông bà bố mẹ truyền lại, nên rất nhiều cây có tuổi từ 30 đến 70. Đúng thực là bưởi cổ, chính gốc Đại Minh cũng không lai tạp. Những năm gần đây, vợ chồng anh Định đã áp dụng kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đủ điều kiện để trái bưởi xuất khẩu chất lượng cao. Tuy nhiên, ngay khi bưởi mới ra hoa, thương lái đã đến mua luôn cả vườn, đặt trước tiền cọc. Thế là vườn bưởi một năm cho bao nhiêu tiền, vợ chồng anh Định đều biết trước từ đầu vụ. Vườn bưởi sum xuê trái, chỗ nào cũng đẹp, cây nào cũng chịu quả, tha hồ mà quay video live stream chụp hình. Này nói thế thôi, ông chủ thì ít nhưng mà bà chủ thì nhiều. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Định để biết về cái công trình, một cái tác phẩm nghệ thuật với 120 gốc bưởi, và mới đây anh vừa được nhận giải thưởng về gia đình có vườn bưởi số 1 của Yên Bái, và theo tôi thì nó là số 1 của Việt Nam. Năm nay là huyện Bình thì tổ chức một cái lễ hội, và trong đó trong lễ hội thì có tổ chức một cái hội thi là vườn bưởi đẹp và cây bưởi đẹp. Thì gia đình chúng tôi cũng là một trong những hộ sản xuất bưởi của xã. Tham dự cái lễ hội đó, và gia đình chúng tôi cũng rất là vinh dự lại được cái giải nhất về vườn bưởi đẹp và một cái giải ba về cây bưởi đẹp. Về chấm điểm thì là vừa là vườn bưởi phải xanh tốt đẹp và vệ sinh an toàn đấy, và trên cây thì tỷ lệ quả phải sai đẹp đấy, đấy là tất cả về vườn và khuôn viên nữa. Thì còn về cây thì đảm bảo cây là phải được tỉa cành thường xuyên và cây xanh tốt, số lượng quả trên cây nhiều. Năm nay về thu hoạch bưởi thì dự kiến vào khoảng trên 400 triệu. 400 triệu đồng? Và trên 400. Bao nhiêu ngàn trái bưởi? Ngàn thì đang trái bưởi thì đang ước tính nó vào khoảng trên 2 vạn quả. 2 vạn quả. Giá mỗi trái bưởi hiện nay anh bán tại vườn là bao nhiêu? Đang giá nếu như là bưởi loại bưởi chọn thì gia đình bán là 25.000 một quả, trên một quả.
của nó khi mà nó chạy nó quay. Đại Minh nằm bên cạnh hồ Thác Bà với nhiều danh thắng đẹp. Người ở đây rất tự hào về quê hương mình, nơi có nhiều danh thắng đẹp, nhiều đặc sản quý. Con người thì hiền hòa mến khách. Những năm gần đây, lãnh đạo huyện Yên Bình đã rất chú trọng phát triển các sản phẩm địa phương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư. Cái đảo nhiều ớt là nhiều. Đấy, rồi, đậu kìa. Sản phẩm bưởi Đại Minh thì rất là đặc trưng. Có thể khẳng định là nhiều giống bưởi trong cả nước thì cũng không có được những cái đặc trưng đó. Đó là sản phẩm bưởi Đại Minh thì có cái vị ngọt, thanh và có cái mùi hương thơm rất là đặc biệt. Dư lượng của những cái axit hữu cơ là rất là thấp, cho nên là có thể là sử dụng vào bất kể lúc nào mà có thể là không ảnh hưởng tới sức khỏe. Và bưởi Đại Minh thì cũng có một cái đặc trưng nữa, đó là cũng có một gắn với một cái truyền thuyết về cái lịch sử ở nơi đây, cho nên cũng được rất là nhiều nhà đầu tư rồi du khách gần xa rất là quan tâm đến với cái lễ hội, đặc biệt là đến để mà thưởng thức cái vườn bưởi đẹp, thế và cây bưởi đẹp, và đặc biệt đó là thưởng thức cái chất lượng bưởi Đại Minh là một cái sản phẩm rất là đặc biệt của huyện Yên Bình. Tổ chức chương trình công bố lễ hội bưởi Đại Minh đến thị trấn Thác Bà lần này, chúng tôi có dịp tham dự lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng hồ Thác Bà do huyện Yên Bình tổ chức. Lễ hội có 3 hoạt động chính là đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội, hội chợ bưởi Đại Minh và giải đua thuyền hồ Thác Bà. Đất lành chim đậu, vùng đất hiền hòa, khí hậu trong lành và con người mến khách là một tài sản quý. Chắc chắn tới đây, du lịch hồ Thác Bà và thương hiệu bưởi Đại Minh sẽ lan tỏa và phát triển rất mạnh. Nếu bệnh nhân bị sơ gan thì chỉ có thể uống thuốc khoảng độ 3 ngày đã được chuyển bệnh. Khi 3 ngày chuyển bệnh thì bụng bắt đầu nhỏ dần nhỏ từng ngày một. Bệnh nhân có thể nhìn thấy bệnh chuyển bệnh một cách rõ ràng lắm, chứ nó không lâu đâu. Mà cái sơ gan thì nói chung là trong vòng 1 tháng hầu như là khi bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định thì hầu như là bụng gần như bình thường. Nhà thuốc Đông y gia truyền Dư Ba sở hữu bài thuốc quý của dân tộc Sán Dìu, nhiều đời hành nghề y chuyên điều trị các bệnh về gan,
như ung thư gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan cổ trướng, viêm gan B, C, men gan cao bằng các thảo dược quý trên rừng được nhà nước cấp chứng chỉ khám chữa bệnh. Nhà thuốc có địa chỉ tại đường 310, thôn Mi Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, số hotline 0982 267 986.